Là đàn ông, bạn nhất định phải mua thứ này về cho vợ uống mỗi ngày nha. Để làm gì? Thứ nhất là giúp cho cuộc sống vợ chồng thăng hoa, hạnh phúc viên mãn, bởi vì nó giúp cho cô ấy giảm được tình trạng bốc hỏa, căng thẳng, stress, cáu bẳn vô cớ, giúp cho cô ấy có một giấc ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn, đồng thời giúp trẻ hóa buồng trứng, cân bằng nội tiết tố cho cô ấy, làm cho nước nối tràn trề, ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa, và chắc chắn bạn sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Thứ hai, bạn sẽ thật sự là hãnh diện, mát mặt vì có một người vợ trẻ hơn, đẹp hơn, vì nó giúp trắng da, trẻ hóa làn da. Trắng da ở đây là trắng hồng toàn thân luôn, nên là cực kỳ là yên tâm. Thứ ba, cực kỳ hiệu quả trong việc làm mờ nám, tàn nhang. Nếu như cô ấy không bị nám và tàn nhang thì sẽ giúp phòng ngừa được tình trạng nám và tàn nhang sau này. Thứ tư, chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa được quá trình lão hóa da, để cho cô ấy không phải tự ti vì nhan sắc của mình khi ở bên cạnh bạn, đặc biệt là những cặp vợ chồng bằng tuổi. Thứ năm, chính là giúp detox, thanh lọc, đào thải những cái độc tố ở trong cơ thể ra bên ngoài, giúp cho bạn và cả cô ấy nữa luôn luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa được những bệnh tật nguy hiểm. Và yên tâm, đây là dùng được cho cả hai người, đó chính là viên uống Nano Glutathione Nice Beauty. Chúc các bạn có một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh.